Xin chào các bạn. Chúng ta đến với cái phần tiếp theo là phần đánh dấu tiết diện giao nhau. Các bạn hãy nhìn vào trong cái mô hình này. Các bạn đang có một cái tấm nó âm vào một cái tấm khác các bạn. Thì sau khi mà mình cắt kích thước thực tế chính xác, tức là giả sử như mình đã cắt cái tấm này chính xác rồi, thì mình sẽ lấy cái dấu, là lấy những cái vị trí để cần mình phay bằng tay ha, thì mình sẽ có được cái kết quả là như chi tiết này thế này các bạn. Trong quá trình mình vẽ đó, bằng cách mình bút các cấu kiện này xuống bút này, ha, thì nó sẽ rất là mất thời gian và nó không thỏa cái điều kiện tính toán của ABF, tức là hai cái mặt phẳng lớn nhất nè nó phải đồng dạng. Thì ở đây nó có mặt phẳng lớn nhất đây và cái mặt phẳng lớn nhất thứ nhì này nè, nó không có giống nhau ha, nó có những cái đường cắt như thế này thì nó sẽ rất là khó tính toán. Thì ABF mới làm ra cái tính năng là đánh dấu tiết diện giao nhau. Thì tính năng này sẽ hoạt động như thế này các bạn: khi các bạn cần đánh dấu vị trí của cái cấu kiện A vào cấu kiện B thì các bạn sẽ nhấn đuôi vào cấu kiện A thì nó sẽ tự đánh dấu ở cấu kiện B cái liên kết đó nằm trên cái layer nào, cái layer hoặc là cái tag thì các bạn có thể cài đặt ở trong cái mục. Các bạn bấm vào mục cài đặt cho mình tiết diện giao nhau. Thì ở đây nó sẽ có cách tạo mới, các bạn chọn một cái bất kỳ ha. Các bạn bấm vào tạo mới thì ở trên này nó chính là cái tên của cái layer hoặc là cái tag mà cái tiết diện nó được sinh ra ha. Ở đây thì mình sẽ có ba cái kiểu. Kiểu thứ nhất là đánh dấu mặc định, tức là cái cấu kiện này á, nó như thế nào thì nó đánh dấu y cái vùng đó. Cái thứ hai là sẽ kéo giãn x. Kéo giãn x này nó chỉ dành cho cái cấu kiện là đánh vào nó có hình chữ nhật. Thì khi đó nó sẽ kéo giãn theo cái hình này các bạn. Kéo giãn theo cái chiều dài một đoạn là bao nhiêu thì mình sẽ nhập vào đây. T-bone thì tương tự như vậy, nó sẽ có hai cái vòng tròn theo cái chiều trục y ha. Này, cái chiều dài của cái cấu kiện được đánh vào đó. Rồi phần đây là phần tây. Ở đây mình sẽ quay về cái hình của mình. Mình đang có một cái cấu kiện nó âm vào đây 8 ly và một cái cấu kiện âm vào đây 10 ly. Cấu kiện này tương tự như vậy ha, nó âm vào 5 hoặc 6 gì đó. Thì để khi mà mình đánh dấu như vậy á, ABF ban đầu nó mặc định nó chỉ có mỗi mình cái layer là cái groove thôi. Thì khi các bạn làm, các bạn nhớ chú ý là mình sẽ tạo ra một cái layer cái tên khác để mình đánh dấu, mình biết chừng ha. Ở đây mình tạo sẵn ra rồi. Ở đây mình tạo ra các cái layer bào ha, bucket Z8 ha, Z10 tức là bào sau 10 ly, bào sau 12 ly. Khi các bạn tạo ra xong rồi, các bạn nhớ bấm tích chọn vào cái này để khi các bạn bấm sử dụng tính năng đó, nó tự động hiển thị những cái này lên nhé. Đây mình sẽ làm thử nè. Đây mình sẽ bấm vào đánh dấu tiết diện giao nhau ha các bạn. Bấm vào đây thì mình sẽ nhìn thấy có những cái lựa chọn mà mình đã tạo ra này các bạn. Giả sử như đây là đối tượng mà 8 ly, âm vào 8 ly thì các bạn sẽ chọn vào âm 8 ly ha. Double click vào đây thì đó, như lúc nãy mình đã nói rồi đó. Tấm A nó sẽ đánh dấu vào tấm B ha. Như vậy tấm B mình sẽ phay cái lãnh này. Tương tự như vậy mình sẽ đánh dấu vào đây 10 ly ha. Mình sẽ chọn cái 10 ha. 10 ly. Bullet vào đây. Đó. 6 ly ha. Giả sử như chưa có thì mình sẽ tạo ra các bạn. Đây mình sẽ giả sử như mình tạo cái này ha. Đây. Pocket Z6 âm 6 ly. Mình sẽ bấm vào cái nút này. Mình lựa chọn hàm kính. Xong double click vào đây. Đây. Các bạn cùng nhìn ha. Mình sẽ ẩn đi các cái cấu kiện này. Cái chi tiết nào nó nằm trên cái layer nào, cái tiết diện nào nằm trên cái layer nào nó đã có sẵn trong này rồi các bạn. Kích vào đây nè. Đó. Đó. Tương tự như vậy ha. Bucket Z8 sau 8 ly có đối tượng này. Và bucket Z10 sau 10 ly có đối tượng này. Đó. Như vậy là các bạn vừa hoàn thành cái việc đánh dấu tiết diện giao nhau. Thì mỗi cái đối tượng này nè các bạn. Nó là một cái group riêng biệt ha. Các bạn có thể dễ dàng vào đây. Giả sử như các bạn muốn tùy chỉnh cái group này. Thì các bạn có thể kéo giãn nó ra hoặc là các bạn thu nhỏ gì đó lại nè, các bạn nếu mà các bạn muốn thay đổi. Phần tiếp theo thì mình sẽ đánh dấu vào thực tế luôn các bạn. Ở đây giả sử như mình có các cái tấm hậu nó đang sâu vào các cái tấm hông hồi tầm 8 ly thì để các bạn đánh dấu cùng một lúc như những tấm như thế này thì các bạn có thể tìm kiếm. Giả sử như mình đã tạo ra các cái cấu kiện này nó có tên gọi là hậu ha, hoặc là các bạn chọn riêng, chọn đó, hoặc là các bạn gõ vào đây hậu. Đó, nó ra những tấm này nếu như các bạn có đặt tên ha. Rồi giả sử như nó âm vào 8 ly thì mình sẽ đánh dấu tiết diện giao nhau, mình chọn này bào hậu âm 8 ly và có kéo giãn 3 mm ha. Mình bấm vào nút dấu cộng này thì nó sẽ tìm những cái chỗ nào mà nó giao nhau với tấm khác, nó đánh dấu vào hết ha. Ở trong ví dụ này mình tiếp tục nói về cái việc đánh dấu hàng loạt. Giả sử như ở đây mình có các cái tấm đờ kệ, mình chọn các cái tấm đờ kệ này. Đó. Mình muốn đánh vào các tấm khác, mình chỉ việc chọn này, bào mộng âm 3 mm, bấm đánh, nó sẽ đánh dấu vào những tấm khác. Mình muốn đánh dấu các cái thanh ray, giả sử như mình có các cái đối tượng ảo ha, ray ảo này, thì các bạn chọn 4 đối tượng này, chọn nè, ray của mình âm xuống 10 ly, thì các bạn chọn 4 cái đối tượng này, đó. Rồi, các bạn chọn đánh dấu tiết diện giao nhau ha, thì đây giả sử như mình bào âm 10 ly và mình bấm cái này, thì nó sẽ đánh dấu cho mình hai cái đường dấu lắp ray ha, đó. Giả sử như mình muốn đánh dấu đằng led thì các bạn sẽ chọn vào các cái thanh đánh dấu giả định ha, thanh này, thanh này, thanh này
Đó, thì nhanh nhất các bạn gõ chữ led. Này, đánh dấu led các bạn chọn cùng lúc. Rồi, led của mình âm 10 ly thì mình cũng sẽ chọn vào cái loại tiết diện âm 10 ly ha. Hoặc là nếu mà các bạn dùng thanh led âm 12 ly thì các bạn chọn 12 ly ha. Rồi, bấm đánh dấu. Thì nó sẽ đánh dấu vào hết những cái tấm này. Rồi, sau khi mà mình dùng để mình đánh dấu xong thì các bạn có thể lựa chọn nó, các bạn delete luôn. Tại vì đây là một cái đối tượng ảo mình mượn để mình đánh dấu thôi. Thì mình xóa luôn. Giả sử như đây là ray ha. Mình chọn ray luôn, mình xóa luôn, delete. Cái trường hợp là mình có sử dụng cái đợt kệ mà mình càng khấu ngàm âm dương thì các bạn chỉ việc đưa ra một nửa thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ khấu dùng các cái tấm này nè để mình khấu các cái tấm đứng. Mình sẽ chọn vào đây, chọn các cái tấm phụ nè, chọn. Rồi tiếp tục mình sẽ bấm vào cái nút đánh dấu tiết diện giao nhau. Ở đây thì mình chọn vào các khấu có khử giao ha. Đây, cắt trong. Đó. Rồi mình sẽ bấm vào cái nút dấu cộng này thì nó sẽ xác định để nó đánh. Tương tự như vậy, mình càng đánh dấu hai cấu kiện này vào những cái tấm đợt này thì mình cũng sẽ đánh dấu như vậy luôn. Bấm vào đây là nó đã đánh dấu xong. Rồi sau đó thì các bạn tiến hành gắn nhãn và các bạn tiến hành netty như cách bình thường. Đây, đây là kết quả của mình ha. Mình đã có các cái đường rãnh, đường vào và đường khấu để làm mấy cái ngàm âm dương ha. Đây là chính là tính năng mà đánh dấu tiết diện giao nhau hiện đang có của ba bếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.